sương mù, mưa gió mịt mù. Nhìn, yeah, nhìn giống như đang ở Anh đó, mặc dù mình chưa bao giờ đi Anh. Nhưng ôi có kìa, nguyên một dòng sông nó mờ mịt khói. Mờ mịt trắng xóa như khói như sương gì á. Nghe đồn ở bên Anh lúc nào nó cũng mờ mờ vậy nè. Bữa nào dắt em đi Anh em coi thử cái đó nó giống nhau không nha. Người Anh thì chắc nói tiếng Anh rồi cho nên cũng không sao đâu. Chắc. Bên Anh người ta nói tiếng gì ha? Bên Anh nó nói tiếng gì? Tiếng Mỹ. Bên Anh nó nói tiếng Mỹ, ở Mỹ thì nó nói tiếng Anh. Công nhận đi ngang cái sông nhìn lạ ghê ha, cả một bầu trời trắng xóa hết. Lạ ơi là lạ. Cảnh này là không bao giờ, hồi xưa em ở Việt Nam không bao giờ thấy. Ủa không thấy được gì luôn má ơi. Ghê chưa? Vừa bắn con cầu là tới bên kia rồi đây. Đây, không thấy gì luôn, kinh hồn ghê không? Hạnh phúc lắm, mình vừa bắn qua bên kia rồi. Giống như là khoảng cách mà chừng một chiếc xe này, thấy một chiếc xe sau là thấy cái đích chớp thôi đó. Bầu trời hôm nay kinh dị Mỹ. Kinh dị Mỹ. Trời ơi, lên cầu còn thấy rùng rợn dữ nữa. Cái này đang bắt đầu quẹo lên cầu nè. Lên cầu thấy mờ mịt xung quanh hết luôn nè. Ở đâu mà nó có sương mù? Sương mù từ đâu ra anh? Rồi những ngôi nhà chìm trong sương mù, giống như là trong phim kinh dị Mỹ á. Em không biết tại sao nhưng mà em thấy hôm nay giống như em đang ở trên một cái đỉnh núi nào của núi Võ Đang. Ờ giống như em đang ở trên đỉnh núi nào á, mây mờ xung quanh vậy đó. Em là núi Nga Mi, em là đàn bà. Ờ thấy chưa, không thấy cái nhà luôn, ở đây với cái đó thôi đó mà sương mù không thấy cái nhà luôn kìa. Ghê thiệt chứ.